Hai. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Buôn Giò, bình luận viên tào lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali. Đây là cáp kèo và cáp kèo nha các bạn. Bên đây là thằng này thằng gì qua này ra sao? Tí sĩ hả? Sĩ trẻ đang lên và đang lên. Còn ca rang Hồng Ngự Đồng Tháp, một cây sân 9m, quá hay. Còn đây là sân 5m vuông nha các bạn. Cái ô này chỉ có 5m vuông thôi nha. 4-6. Tỷ số tại giờ là 4-6. Đây là sân bóng chuyền thuận lợi, phường Tân Hạnh, hẻm 1811 Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hòa Đồng Nai. Cái ô này hôm trước các bạn xem sang Phan Rang 5m cái ô gì các bạn, bên kia là tài nhỏ tiếng đen và cà ràng. Còn hôm nay là một bình cà ràng đối đầu với sĩ. Sĩ một trong những cầu thủ trẻ đang lên rồi đất lên. Cái ngực quá ghê. Chồng, bóng chồng. Hiện tại bây giờ tỷ số đang là 7-4. Quá hay cho cái ngực to. Cà ràng làm gì đây? Theo. Còn đây là Sang Phan Rang và Đu Đủ. Đu Đủ già sau bao ngày mới xuất hiện trở lại. Còn đây là Sang Phan Rang người không phổi, khắc tinh của tài nhỏ. Còn bên kia là thanh nhỏ đang chuẩn bị vô vật. Một cú đóng dấu quá ghê. Đây là những ngày giữa tuần. Còn đây là các cầu thủ đến từ Bình Long, Bình Phước. Quốc Hoàng và Kaka. Quỳnh Ngáo cũng đang có mặt tại đây. Quốc Hoàng và Kaka. Tỷ số tại bây giờ là 4-8. Tỷ số tại giờ là 4-8. Các bạn thấy không? Cái sân của Tý, của Sĩ, xin lỗi các bạn, sân của Sĩ có 5m thôi nha, cái ô 5m nha. Bên đó là cà ràng. Lại là cái ngực lép. 5-8. Quá hay. Một cú sửa đầu quá hoạn mục của Sĩ. Sĩ cao khoảng 1m75, chưa có người yêu. Tuổi trẻ tài cao đang rất lên của sân thượng lợi. 5-9. Đây là cáp kèo và cáp kèo các bạn. Hiện tại bây giờ cà ràng đang chơi chiến thuật rồi. Ổi cơm cà ràng. Ngực quá to, cà ràng làm gì đây? Quá hay. Một pha ngã bàn đèn móc ngực không thành công. 6-9. 12 điểm tới nha các bạn. Tỷ số tại giờ là 6-9. 6-9. 12 điểm tới nha các bạn. Cà ràng đạp giò rõ ràng luôn các bạn à. Một pha bóng ban ra ngoài, phát bóng ra ngoài cả mét thân. Đúng là cà ràng đạp giò quen rồi. 60. Kèo này công chuyện rồi. Tình hình là tiếng đèn và thanh nhỏ đang ở ngoài, cà ràng giết luôn rồi. Ai tên ngoài? Theo, tiếp tục lại là đạp giò rồi. Kèo này không thể tin được cà ràng. Một pha bóng quá đơn giản. Cà ràng kia ngoài phát ngoài liên tục. 6-11. Các bạn xem trình độ cà ràng mà kia chấp anh ra ngoài cả mét. Đấy, chua quả lưới luôn. Rõ ràng. Kèo công chuyện rõ ràng. Chúc cho Sĩ vào bờ hoàn toàn. Tỷ số 12-6.
Xin chúc mừng, say quá tuyệt vời. Cà ràng ơi, các bạn thấy nhớ share và like và share, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ like và share, xin cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thì ta bây giờ chuẩn bị vào đánh kèo hạng. Trầm Dên và Thanh Nhỏ sẽ gặp gỡ nam trẻ đang đứng cởi trần quần đen, gặp San Fran người không phối. Sân 13m. Đấy, cái giò cà ràng sưng rồi, đạp đinh đạp gai sưng luôn.